Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngay nhất, các nhà hòa giải lưu ý quyền lực của Tổng thống Zelensky đã hết hạn. Từ quân đội Ukraine về hưu nhận định tình hình đang vượt tầm kiểm soát. Trung Quốc cảnh báo Mỹ về vấn đề Ukraine. Iran công bố nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi. Nga nhắc nhở các nhà hòa giải lưu ý quyền lực của Tổng thống Zelensky đã hết hạn. Hãng thông tấn TASS ngày 21 tháng 5 đưa tin, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Kiev ngày 20 tháng 5, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia chỉ ra tất cả những người hòa giải hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine cần phải tính đến thực tế là quyền lực của Tổng thống Ukraine Zelensky hết hạn vào ngày 21 tháng 5. Do đó, bất kỳ văn bản nào được ký sau ngày 21 tháng 5 đều vô nghĩa. Điều quan trọng là những ai đang cố gắng giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao cần phải ghi nhớ điều này. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ chính sách ngoại giao, không giống như nhà lãnh đạo Ukraine, người đã ra lệnh cấm đàm phán với Nga về mặt pháp lý. Tuy nhiên, 21 tháng 5 là ngày cuối cùng trong thời gian nắm quyền hợp pháp của ông Zelensky theo hiến pháp của Ukraine. Những nhà hòa giải phải tính đến tình huống này, bởi việc ký kết bất kỳ văn bản nào sẽ mất tính hợp pháp, ông Nemenzia cho hay. Người đứng đầu phái đoàn Nga cũng chỉ ra rằng, bất kỳ đàm phán tiềm năng nào cũng phải dựa trên sự cân nhắc công bằng về những lo ngại an ninh của Nga và dựa trên thực tế lãnh thổ mới. Nếu không loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến Ukraine, sẽ không thể đảm bảo hòa bình lâu dài. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với những người có chung quan điểm này và cả những người không muốn. Cùng với đó, tập thể Liên minh phương Tây và chính quyền Zelensky phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá vô nghĩa đối với hàng chục nghìn người dân Ukraine không muốn chiến sự tiếp tục, ông Nebenzia nhấn mạnh. Theo hiến pháp Ukraine, quyền lực tổng thống của ông Zelensky với nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024 sẽ hết hạn vào đêm 21 tháng 5. Tuy nhiên, trong điều kiện thời chiến, Ukraine không tổ chức bầu cử tổng thống. Phe đối lập tại Quốc hội Ukraine khẳng định, sau ngày 21 tháng 5, ông Zelensky sẽ không còn là tổng thống hợp pháp. Cựu đại sứ Ukraine Vadim Pristako cho rằng các đối tác phương Tây của Kiev cũng lo ngại về xung đột pháp lý này. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 20 tháng 5 tuyên bố ông Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga. Zelensky đã đứng đầu một chế độ chính trị thù địch với Nga. Chế độ này đang gây chiến với chúng ta. Lãnh đạo các quốc gia đang tiến hành chiến tranh luôn được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, ông Medvedev nhấn mạnh. Từ quân đội Ukraine về hưu nhận định tình hình đang vượt tầm kiểm soát. Theo hãng tin Renovosti, tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonos cho rằng tình hình tại Ukraine đang vượt quá tầm kiểm soát do Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo quân sự không thể đáp ứng được nhiệm vụ tăng cường phòng thủ ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận. Xin lưu ý rằng tất cả những video về chuyến thăm tới vùng Kharkov của Tổng thống Zelensky đã bị xóa khỏi Internet nhanh chóng như thế nào và những nỗ lực thuyết phục người dân của chúng tôi rằng mọi thứ đều ổn đã chấm dứt. Chúng tôi thực sự muốn ai đó phải chịu trách nhiệm với tình hình này bởi nó đang vượt quá tầm kiểm soát, tướng Krivonos cho hay. Theo vị tướng này, giới lãnh đạo chính quyền Kiev trong tháng 3 và tháng 4 chỉ hô hào việc xây dựng công sự ở khu vực Kharkov và những khu vực khác. Tướng Krivonos cho hay công việc tăng cường phòng thủ không phải do quân đội mà do dân thường thực hiện. Quân đội Nga những tháng gần đây đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine, giành quyền kiểm soát các khu vực quan trọng như Anupka, Marinka và Ocherentino, cũng như một số lượng lớn các ngôi làng khác tại Donbass. Theo tờ The Hill của Mỹ ngày 20 tháng 5, một phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Ukraine tuần trước đã tới Mỹ để gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Biden và các nhà lập pháp quốc hội nhằm thúc đẩy Washington đảo ngược lệnh cấm sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Một số quan chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công của Nga ở vùng biên giới Belgorod có thể đã được ngăn chặn nếu họ được phép tấn công các mục tiêu tại Belgorod. Trung Quốc cảnh báo Mỹ về vấn đề Ukraine. Phó đặc phái viên Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói với Hội đồng Bảo an hôm thứ Hai rằng Washington đang cố tình kéo dài cuộc chiến tại Ukraine và tìm cách thu lợi từ nó, đồng thời bôi nhọ Bắc Kinh bằng những cáo buộc sai trái. Trong buổi họp về xung đột Ukraine, đại sứ cảnh sảng đã đề cập những tuyên bố của Mỹ rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Nga các thành phần vũ khí, đánh giá cáo buộc này là vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trung Quốc không phải là bên tạo ra hay là một bên trong khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi cũng chưa cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến. Chúng tôi không làm những gì Mỹ đã làm, đó là cố tình kéo dài cuộc chiến và thu lợi từ khủng hoảng. Chúng tôi sẽ không làm điều đó, ông cảnh sảng tuyên bố. Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine đang bị kéo dài bởi số lượng vũ khí và đạn dược ngày càng đa dạng về chủng loại và quy mô,
do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn ủng hộ lệnh ngừng bắn và giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp ngoại giao. Vũ khí có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng chúng không mang lại hòa bình lâu dài. Ông Quảnh Sản nhấn mạnh, ông nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với các công ty Trung Quốc làm ăn với Nga là đơn phương và bất hợp pháp. Nhà ngoại giao này nói, Trung Quốc có quyền thực hiện hợp tác kinh tế và thương mại bình thường với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả với Nga, và sự hợp tác đó không nên bị can thiệp hay làm suy yếu. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng công kích bôi nhọ, vu khống Trung Quốc và truyền bá những điều bịa đặt, đồng thời chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và đàn áp vô lý đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Mỹ và các đồng minh đã đổ vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 200 tỷ đô la vào Ukraine, song vẫn nhấn mạnh điều đó không khiến họ trở thành một bên tham gia chiến sự. Các nước này nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ quân đội Nga bằng cách xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng và đe dọa trừng phạt Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc chuyển hướng sự chú ý và đổ lỗi không phải là cách đúng đắn để giải quyết xung đột. Hôm thứ Hai, ông Cảnh Sàng khẳng định Mỹ cần ngưng lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để thúc đẩy chiến lược địa chính trị, kích động sự đối đầu giữa các khối và phục vụ chương trình nghị sự của riêng mình. Iran công bố nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi. Hãng Anadolu và BBC đưa tin cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần về vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Zarif chỉ trích các lệnh cấm vận của Mỹ, cho rằng các biện pháp đó ngăn không cho Iran tiếp cận các thiết bị hàng không có chất lượng. Phóng viên Jeremy Bowen của BBC cho hay, sau nhiều năm chịu cấm vận, các máy bay của Iran không còn an toàn vì không được thay thế những bộ phận mới. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ vừa công bố một đoạn video cho thấy di hài của Tổng thống Iran và những người thắp tùng ông được đưa tới Tabriz. Người đứng đầu tổ chức này là P. Hossein Kolivan cho hay, chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc. Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin tang lễ của Tổng thống nước này và những người khác trên trực thăng gặp nạn sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 ở Tabriz. Trước đó, nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei đã ra thông báo chính thức về 5 ngày quốc tang cho Tổng thống Raisi và những người khác. Giới phân tích nhận định, cái chết của Tổng thống Raisi có thể dẫn tới một thời kỳ bất ổn chính trị, nhưng khó có thể thay đổi chính sách đối ngoại của Iran hoặc vai trò của nước này tại khu vực Trung Đông. Ngày 20 tháng 5, nội các Iran đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Khani, người dẫn dắt phái đoàn Iran trong cuộc đàm phán không trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, làm quyền Ngoại trưởng Iran. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber làm quyền Tổng thống. Hiến pháp Iran viết, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ nắm quyền trong thời gian tạm thời là 50 ngày nếu Tổng thống qua đời trong thời gian tại chức. Iran hôm thứ Hai cũng đưa ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống lần thứ 14 vào ngày 28 tháng 6 tới.